Không chỉ nổi tiếng với các công trình kiến trúc xanh ở trong và ngoài nước, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự lại khiến cho nhiều người bất ngờ khi đến thăm tòa nhà có địa chỉ tại số 83 Đường Láng, Hà Nội. Với đặc thù là một showroom trưng bày và bán sản phẩm kỹ thuật của Panasonic, do đó yêu cầu về không gian, về ánh sáng là một trong những ưu tiên số 1 của kiến trúc trong thiết kế tòa nhà này. Xin được gửi lời chào đến kiến trúc sư ạ. Thưa ông, là khi bước chân vào không gian này, tôi thực sự cảm thấy rất bất ngờ và ấn tượng bởi ánh sáng ở đây. Có lẽ là với cái cách sử dụng ánh sáng như vậy cho nên là khiến cho không gian ở đây được mở rộng ra hơn rất nhiều. Phải chăng là ông đang muốn đưa ánh sáng và tận dụng ánh sáng một cách hiệu quả nhất vào những thiết kế của mình ạ? Vì tòa nhà này được thiết kế với mục đích chính là showroom trưng bày thiết bị chiếu sáng của hãng điện tử của Nhật Bản Panasonic. Vì vậy, khi thiết kế tòa nhà này, chúng tôi đã tận dụng tối đa ánh sáng có sẵn để làm sao quảng bá tốt nhất cho những sản phẩm chiếu sáng tại showroom trưng bày sản phẩm này. Và như bạn thấy đấy, không gian trưng bày ở đây vô cùng thoáng đãng và tràn đầy ánh sáng. Theo ông, với cái thiết kế đó, với ý tưởng đó, nó có thể trở thành một cái giải pháp tối ưu để làm sao đó giảm thiểu được cái tình trạng thiếu năng lượng và nâng cao được chất lượng sống của người dân hay không? Để có thể tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà này, chúng tôi đã sử dụng các loại gạch hoa gió để trang trí phía ngoài cùng như vật liệu thiết kế thân thiện với môi trường trong showroom, làm sao để tiết kiệm được năng lượng cho tòa nhà, đồng thời cũng tạo ra một không gian thoáng đãng thân thiện với môi trường. Chúng tôi đã tối giản hóa việc sử dụng vật liệu. Bạn thấy đấy, các không gian ở đây phần lớn để thoáng đãng. Không gian tầng 1 và tầng 2 và các tầng khác, chúng tôi cũng chỉ sử dụng những vách ngăn nhỏ làm từ những vật liệu là gỗ tự nhiên gần gũi với môi trường. Có lẽ vì vậy khi bước chân vào đây, nhiều người có chung một cảm nhận, đó là sự thoáng đãng của không gian, sự rộng lớn của tòa nhà, mặc dù diện tích thực của tòa nhà không phải quá lớn. Và để có được khoảng không gian thoáng đãng, tận dụng tối đa ánh sáng cho tòa nhà, kiến trúc sư đã thiết kế các tầng thông nhau. Cầu thang được đặt chính giữa của tòa nhà, vừa tiện lợi cho việc đi lại, vừa khiến cho tòa nhà rộng rãi và bề thế hơn. Một điểm nữa làm nên nét độc đáo và ấn tượng của tòa nhà 83 Đường Láng còn bởi phong cách trang trí bên ngoài của tòa nhà được kiến trúc sư sử dụng toàn bộ bằng gạch đỏ được làm từ vật liệu gạch thông gió tứ diệp, vừa lạ mắt vừa tạo nên sự thoáng đãng về không gian cho tòa nhà. Như vậy là tôi cũng vừa được nghe ông chia sẻ về một loại gạch gió, một nguyên liệu mà ông đã sử dụng để thiết kế ra showroom này. Lý do vì sao mà ông lại lựa chọn loại gạch này mà không phải bất cứ một cái nguyên liệu nào khác ạ? Khi thiết kế tòa nhà này, chúng tôi cũng đã lựa chọn những loại vật liệu gần gũi với thiên nhiên, môi trường. Và tôi nhận thấy gạch hoa gió có màu đỏ rất tươi trẻ, nó sẽ làm nổi bật tòa nhà. Ngoài ra, màu đỏ của gạch hoa gió khá hòa hợp với màu xanh của cây xanh trước nhà, càng khiến cho tòa nhà thêm ấn tượng và nổi bật. Và một điểm nữa cũng rất đặc biệt của gạch hoa gió, đó là khi bật các thiết bị chiếu sáng trong nhà, màu của ánh sáng khi chiếu rọi vào màu đỏ của gạch hoa gió sẽ tạo ra một sự hòa quyện rất ấn tượng về màu sắc. Chính vì vậy, nếu ngắm nhìn tòa nhà này buổi tối, bạn sẽ thấy nó thật đẹp và nhiều màu sắc. Thế còn những người khách hàng nói chung thì sao ạ? Ví dụ như họ muốn có được một sự trải nghiệm thực tế với những không gian sống xanh như thế này, được hòa mình nhiều hơn đối với thiên nhiên, thì ông sẽ đưa ra những lời khuyên gì đối với họ? Đầu tiên là nên cân nhắc các điều kiện xung quanh khu vực định xây dựng để tìm xem những điểm gì là phù hợp và không phù hợp để khi xây dựng tránh được những rủi ro và những sự cố không mong muốn. Thứ hai là nên lựa chọn và sử dụng những vật liệu thiên nhiên gần gũi với môi trường, vừa đảm bảo sức khỏe cho người sống và làm việc trong căn nhà, đồng thời còn bảo vệ và tiết kiệm được nguồn lực cho cộng đồng và xã hội. Xin được cảm ơn những lời khuyên hữu ích vừa rồi của ông. Tôi tin chắc rằng là trong chương trình ngày hôm nay, đây sẽ là một trong những gợi ý dành cho những quý vị khán giả mong muốn có được một không gian sống xanh và tiết kiệm được năng lượng. Thật khó để có thể tìm được một không gian thoáng đãng cho một tòa nhà cao tầng, và lại càng khó hơn để tìm được những tòa nhà độc đáo giữa lòng Hà Nội. Và mong rằng trong thời gian không xa, Hà Nội sẽ có nhiều hơn nữa những tòa nhà văn phòng hội tụ không gian của sự sáng tạo của màu xanh và ánh sáng.